Cửa hàng tuấn hải xin gửi lời chào tới mọi người nha. Hôm nay cửa hàng em giới thiệu bác về một lô máy cưa xích nhật bãi này. Lô hôm nay gồm có 9 cây nhé, mã là mã X đó, từ X1 cho đến X9 này. Dòng máy tay cụt thì có một cây máy tay cụt này, cho các máy cắt gia đình thì có một cây Makita, hai cây Makita này, một cây là 328cc, một cây này là 40cc các bác nhé. Đó, hai cây 325, 345 này. Còn lại đây là bốn cây máy cắt khai thác chuyên nghiệp, đó, làm ba tinh luôn. Số điện thoại của bên em là 0392 973 923, và clip em lên thì toàn là thường thời gian là 18:30 tối hàng ngày các bác nhé. Thế bác nào mà yêu thích kênh của em có thể là xem thời gian đó. Ok, thế vào clip ngày hôm nay luôn. Về chiếc máy đầu tiên này là một chiếc máy X1 này, dòng máy cắt Makita tay cụt làm la tinh. Máy này để các bác nào leo trèo lên cao nhé, để cắt cành, cắt tỉa cành luôn này. Đó, X1 thì bên em bán giá là 2.400.000 đồng, có công tắc này đó, trọng lượng nhẹ nhàng tầm hơn 3 cân thôi, và bô máy sáng trưng luôn các bác nhé, bô máy sáng trưng luôn đó. Đấy, rất đẹp luôn này. Máy này có công suất của máy này là 23cc, công suất hơi nhỏ bởi vì dòng là dòng cắt đi khai thác chuyện, dòng đi cắt gia đình nhá, và dòng leo trèo lên cao. Đấy, sẽ test nổ luôn cây máy X1 giá 2.400.000 đồng này như nào nhá. Khá là khó làm. X1 2.400.000 đồng. Tiếp theo đây, một chiếc máy dòng Makita, dòng cắt tay dài các bác nhé, dòng máy cắt tay dài Makita, ốp áng cũng là kim loại hết này. Máy này là 28cc, và chiều dài làm được cắt của máy này là làm dài 35 nhé, và làm zin theo của máy luôn. Làm sử dụng xích của máy này xích 325, có hai ốc giữ làm này, còn ốp bên ngoài là kim loại hết nha các bác nhé. Cầm rất là đầm tay luôn, dòng cắt củi cắt cành thoải mái luôn đó. Máy này trọng lượng thì tầm 3 cân rưỡi, gần 4 cân, 3 cân rưỡi ứng chừng rồi các bác nhé, không chuẩn xác hoàn toàn 100% được. Đấy, bác nào mà kỹ tính thì có thể là cân lên. Đấy, Makita rất là đẹp, đặc biệt là bên cửa hàng bên em thì có sao bán vậy nhé, không có dầu bóng dầu biếc nhé, mới có nhìn qua nhé, mới lên keng luôn. Đấy, cực kỳ mới luôn nhé. Ok, sẽ nổ cây máy X2 này giá 2.200.000 đồng này. X2 2.2 triệu. Tiếp theo này là một cái dòng máy của Makita tay dài. Máy này thì là có công suất của máy này là 40cc các bác nhé, dòng Makita dòng công suất 40, và chiều dài được cắt của máy này là làm dài 35, và sử dụng xích chung 91 này, xích Oregon này đó, có một ốc giữ làm. Cái máy này công suất lớn mà giá phân khúc tầm trung thì các bác phải cắt nhá. X3 này giá chỉ 1.600.000 đồng, siêu rẻ luôn, để các bác về cắt củi trong cái dịp Tết cái đợt này nhá. Đó, Makita MDE 40 này. Đó, trọng lượng nhẹ nhàng thôi, trọng lượng vào tầm 4 kg, 3 cân rưỡi 4 kg. Đó. Máy này sử dụng bao bền các bác nhé, dòng Makita lúc nào cũng là hàng đẳng cấp để sử dụng, và giá thì lúc nào cũng rẻ. Đây có thắng xích này. Đấy, thắng xích luôn cho các bác nhé, rất là ngon. X3 giá là 1.600.000 nhé, sẽ test nổ luôn cái máy này. Đó, phi ra. Ok, máy này rất là ngon luôn. Cắt củi cắt cành thoải mái, nhiều bác đã sử dụng dòng này rồi thì không chê vào đâu được nhá. Nhiều người mua rồi còn mua lại cho anh chị em trong nhà sử dụng nhé.
Đấy, công suất 40cc không thua kém ai mà giá rất là rẻ thôi, 1,6 triệu. Dòng phân khúc tầm trung, đấy, bao bền các bác nhé. Những dòng này thì đồ đạc mà bảo là đi sửa này, hoặc sau này có hỏng hóc đâu mà lấy đồ rất là dễ luôn. Đó, đây là lợi ích của sử dụng những dòng máy này. Đấy, rất là đa dạng, có thông dụng. Tiếp theo này, X4 này thì giá là 2.500.000 về một cái dòng máy Echo Qrit 325. Đó, 325 máy này thì là có làm thép các bác nhá. Làm thép này, làm dài được 30 và sử dụng xích chung 91 này. Đấy, ốc thăng xích này, hai ốc giữ làm nhá. Đấy, 32cc là một chiếc máy nòng đứng không cần lo sạc xăng luôn. Đó. Các bác đổ xăng ở phần dưới này và đổ nhớt lam bên trên. Có trợ lực nhá. Xem bên trong này thì các bác xem thì bao VIP luôn. Máy móc bên trong thì như mới luôn nhá. Đây này, vội tháo quá này, nhấc ra. Đấy, bên trong này như mới luôn. Đấy, bụi bặm một tí thôi. Có đâu rất là ngon luôn. Đó. Về thì sẽ check số seri, nhiều bác yêu cầu em là phải là có số seri để mọi người khi về kiểm tra hàng nhé, thì sẽ có luôn. Đấy, số seri này, CSV này, các bác này chụp ảnh màn hình lại nhé. Ok, sẽ test nổ cái máy Echo 325 nòng đứng này nhé. X4 giá 2.500.000. Máy X4 này là 2.500.000 đồng. Echo 325 có bơm dăm phụ, có le gió này. Đó. Tiếp theo này là một chiếc máy thứ 5. Máy thứ 5 này thì là dòng Echo 345. 345 34cc nhá. Có trợ lực này, dòng những dòng máy này trợ lực sử dụng rất là thích luôn và bao VIP cho các bác nhá. Đó. Về số seri này. Đấy. Xăng gió thì như một chiếc máy 325 nhưng công suất của máy này hơn một chút. Đấy. 2cc thôi, là 34cc. Đó, giá là 2.600.000. Nhưng dòng này thắng xích đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, bao ngon cho các bác về thắng xích nhá. Hai ốc giữ lam này. Lam của máy này thì em đã thay thế một chiếc máy dòng của lam Makita, nhưng mà nó vẫn là lam của Nhật Bản các bác nhá. Nó vẫn là lam Nhật. Và sử dụng xích của máy này là xích 325. Đó. Đấy, không chê đâu được nhá. Bóng bẩy rất là đẹp luôn. Không dầu bóng, không dầu nhớt nhá. Đấy. Bên trên nhớt lam, dưới là đổ xăng này. Các bác nào đi cắt củi, cắt canh thoải mái luôn, đi cắt gia đình 34cc, dòng cắt gia đình siêu VIP nhá. X5 là 2.600.000. Cái dòng này các bác đi cắt xẻ gỗ tầm vành tầm 7-80. Đó. Ok, X5 2.600.000 sẽ test nổ luôn cái máy này. Giá X5 2.600.000 nha, bên trong máy móc hình như mới luôn. Đấy, bác nào mà cần thêm thông tin thêm về máy cứ liên hệ nhé. Tất cả cái dòng máy này thì bên em là đã cắt qua cây hết rồi. Đây là kết thúc của một cái chuỗi là vài cây máy cắt gia đình, còn một cây máy cắt leo trèo. Còn bây giờ là đi tới các dòng máy cắt khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Dòng cắt khai thác từ 36cc trở lên. Đối với em là cái dòng máy này là dòng máy cắt khai thác rồi. Đấy, máy siêu khỏe. Máy CSV 361 này, máy này 36cc. Đó, 36cc, X6 này. Máy này thì đầy đủ các thông số cho các bác nhé. Máy này là 35,8cc, cân nặng là 4,1 cân này. Đó. Dòng này thì có trợ lực này, có trợ lực luôn. Những dòng máy Echo nòng đứng này rất là hay có trợ lực. Chỗ này là quá đổ xăng này, trên đổ nhớt lam này.
Đấy, cái dòng này thì nó lại không có thắng xích nhá. Đấy, cái này nó có một cái màng chắn để khi các bác cắt đỡ bị vật thể lại bắn vào tay nhá. Đấy, chiều dài được cắt của cái máy này thì là dài là 30 và sử dụng xích chung 91 nhé. Lam cũng là lam Echo luôn. Đó. Về cái lam này thì đảm bảo các bác là dùng bao bền các bác nhé. Lam này rất là VIP luôn, lam bánh xe. Phần bô máy này. Đấy. Nói chung là dòng này đã được qua sử dụng rồi. Khi về Việt Nam thì BM sửa lại thì là kiểm tra hết từ đầu, kiểm tra từng ly tí một nhé. Đảm bảo là bao ngon cho các bác luôn. Độ mới, độ bền để đẩy cao gần như là trong cửa hàng mới bán luôn. Đó. Không có vấn đề lăn tăn gì cả. Đấy, ok, CSV 361 X6 2.5 sẽ đét nổ luôn cái máy này. Cái độ ổn định máy cực kỳ cao luôn. Khi mà ga như thế nha, cầm một tay nha, không bị rung lắc gì cả luôn. Đó, X6 2.500.000. Tiếp theo này, mỗi dòng Echo này, hôm nay khá nhiều dòng máy của Echo nhá. Bởi vì là dòng Echo thì dùng bao bền, tốc độ cao này và cái đồ lúc nào cái đồ Echo thay thế nó cũng rất là nhiều. Đó. X7 này thì là một chiếc máy dòng Echo 3 GC35. Hôm qua em có lên 2 cây này thì các bác đã chốt hết rồi nhá. Thế này về thì để lên clip tiếp để các bác nào lựa chọn được bác liên hệ. Đây, về số seri này, các bác có thể check số seri của ngày hôm qua, hôm nay khác biệt nhau hoàn toàn nhé. Đấy, GC 35CC, dòng này lên video nào là hết cái đấy luôn. Đó. Bao vít cho các bác luôn. Đấy, bơm xăng phụ lên này. X7 này, kiểm tra thắng xích luôn. Đó, thắng xích này thì nó vẫn còn nhưng mà nó không được chặt cho lắm. Sẽ phải siết lại ở cái phần nốt lam này, siết lại một chút. Đấy. Có trợ lực nhá, Echo Green. Cái dòng này thì tiết kiệm nhiên liệu và nó giảm độ khí thải ra môi trường nhé. Ok, sẽ nổ cây máy X7 2.6 chúng ta chưa bật này. Đấy. X7 2.600.000. Tiếp theo này là một chiếc máy dòng Kinewa 393 các bạn nhá, 39cc. Đó, X8 này giá là 3 triệu đồng, có van xả áp đây, có van xả áp cho các bác nhá, van xả áp có thắng xích này, kiểm tra thắng xích còn không nhá. Máy này thì báo luôn là không còn thắng xích này. X8 này, máy này là 39cc, chạy bao vít các bác nhá, dòng Kinewa vòng tua rất là lớn luôn. Đó, cái đổ sang bên này đổ nhất lan bên trên nhá. Cái dòng cắt khai thác chuyên nghiệp này và cái nòng đứng, dòng buti nòng đứng này các bác chạy thì nhiều bác đánh giá thì nó khá là ổn định và chạy khá VIP nha các bác nhá. Xin đi qua làm bánh xe. Dòng này các bác cắt xẻ thì không chê vào đâu được luôn. Trọng lượng nhẹ nhàng thôi, tầm 5 cân so với một chiếc máy cắt khai thác chuyên nghiệp thì đây là một cái trọng lượng gọi là sử dụng được thôi nhá. Thì test nổ luôn đi cây máy thứ 8 này, giá là 3 triệu đồng. X8 này giá là 3 triệu này. Một chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay là một chiếc máy dòng sách Lumen. Dòng sách Lumen này các bác có thể nhìn qua về công suất nó dán trên này nhá. Họ dán trên này này, 61cc, cân nặng là 6,3 cân. Đó, 61cc, bao VIP luôn. Có chạy cắt xẻ loại này thì bạn không chê đâu. Làm Latin này, làm Latin chiều dài của máy này thì rất là dài, làm phải là 5 tấc các bác nhá, 5 tấc rưỡi. Được cắt là 5 tấc rưỡi. Đó. Có hai ốc giữ làm này, dòng sách Lumen của Đức các bác nhá. Dòng Đức để sản xuất để cắt chuyên khai thác chuyên nghiệp. Như các bác xem video của các cái người bên nước ngoài họ cắt cái dòng này nhá. Ngọt như mía lùi luôn. Ok. Đã nổ luôn cây máy này X9 giá 2 triệu 7.
Chạy rất là uy lực luôn. Ok, X9 giá 2.700.000 đồng nhé. Chạy cầm loại này các bác nào sử dụng lâu ngày cơ người 6 múi luôn. Ok, đây là 9 cái máy em vừa giới thiệu qua. Thì bác nào nhu cầu mua một chiếc máy nào đó cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973 923. Sau đó có thích hợp qua Zalo nhé. Và cái video em giới thiệu thì nó không có khi chưa được đầy đủ cho lắm. Thì bác nào mà cần thông tin thêm thì cứ liên hệ, thì em sẽ test video trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp để giải đáp mọi thắc mắc của mọi người nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.